chào mừng tới các bạn đến với lãnh địa Samsung. Lãnh địa Samsung nhưng vẫn còn táo rất nhiều nha anh em. Trên tay của mình là cặp iPhone 11 128GB nha. Cặp này là Face ID đầy đủ nha anh em. Đây vô thông số cấu hình, bộ nhớ cho tất cả anh em xem luôn nha. Cặp này là 128GB, máy quốc tế hết, không có lóc gì hết nha anh em. Đây zin các kiểu luôn, đây 128GB, cực kỳ trâu luôn nha. Pin còn, pin thì hơi yếu nha, hai con này một con pin 80, con pin 7 mấy thôi nha anh em. Giá bữa nay camera còn chụp hình cực kỳ rõ nét luôn nha. Đây camera cực kỳ sáng luôn. Giá bữa nay mình sale tới anh em cặp này, giá một cặp luôn, giá chỉ có 11 triệu thôi, mỗi con 5 triệu rưỡi nha anh em. 5 triệu rưỡi mà sở hữu iPhone 11 128GB vẫn còn xài được trong cái thời gian này nha. Update lên iOS 16 các kiểu luôn, còn tương thích. Camera góc rộng chụp đầy đủ tính năng luôn nha anh em. Đây camera góc rộng đó, anh em nào cần liên hệ trực tiếp luôn, giá không bớt gì nữa hết nha. Một con ngoại hình chày, một con ngoại hình đẹp đây đó, một con ngoại hình đẹp, một con ngoại hình chày nha. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em.